Xin chào quý bà con và quý anh em nuôi tôm. Thì vừa qua trong cái chuyến công tác về U Minh Thượng, Kiên Giang thì chú Tuấn có ghé thăm chỗ người anh đó là đại lý Minh Thuấn. Thì chỗ anh Thuấn đã nhiều năm hợp tác với công ty Âu Mỹ, cũng như là chỗ Tuấn thì đây là một đại lý thì rất là tâm huyết với công ty cũng như cái nghề tôm. Thì anh cũng đã tìm tòi và nghiên cứu rất là nhiều năm để tìm kiếm những cái sản phẩm mà tốt để phục vụ cho quý bà con nuôi tôm. Khoảng 2 năm trước đây thì phía công ty đã giới thiệu cho anh cái sản phẩm ACCO Block và cái quy trình nuôi tôm bằng thức ăn tự nhiên. Thì anh đã mạnh dạn áp dụng, tìm cái hướng mới để giúp cho cái nghề nuôi tôm tại cái vùng mình ít rủi ro hơn, đồng thời tiết kiệm được nhiều chi phí khi thời điểm mà giá thức ăn tăng, rồi môi trường ô nhiễm cũng như nhiều dịch bệnh. Thì sau 2 năm nghiên cứu thì áp dụng trước tiên tại cái ao nhà của mình bằng nuôi trên ao bạc, rồi gây thức ăn tự nhiên trên ao bạc thì rất là hiệu quả. Anh đã thành công rất là nhiều vụ liên tục, và trên những ao đất những bà con đã sử dụng tại vùng mình. Thì do đó Tuấn cũng gặp và trao đổi lại, nhờ anh chia sẻ một số cái kinh nghiệm. Nếu bà con tại cái vùng là U Minh Thượng, Kiên Giang, đặc biệt là chỗ xã Hòa Chánh, thì nếu mà cần hỗ trợ về cái kỹ thuật gây thức ăn tự nhiên cũng như là cái quy trình nuôi tôm mới nhằm giúp cho con tôm mình là ít rủi ro, đồng thời tiết kiệm chi phí, thì liên hệ chỗ anh Thuấn thì anh sẽ tư vấn hỗ trợ nhiệt tình cho mình. Thì sau đây thì Tuấn xin chia sẻ lại. Có anh ty đưa anh có về anh làm thử ao nhà anh, thực tế ao nhà anh luôn, ao bạc nha. Là anh gây trong vòng 3 ngày là anh mới thả giống, và tới ngày thứ 8 thứ 9 là anh kiểm tra lóc còn rất là nhiều, mà tôm thì phát triển tốt, ruột gan tốt dữ lắm. Thì mình gây mấy ngày nó lên? Gây khoảng 3 ngày trước thả giống, khoảng 3 ngày. Mình đánh như thế nào? Đánh cũng như mình lấy nước xong thì mình cũng diệt khuẩn giống như mọi khi đó, xong rồi khử độc, quan trọng là phải khử độc cho sạch rồi cái lóc vô. Giống như cho nó hết cà lo không? Cho hết, thử hết cà lo với hết phèn. Nếu như mà như cái trước đây đó anh không có sử dụng cái dòng này, anh gây cái thức ăn tự nhiên á, thì mình xài á, mình ương ban đầu trên cái bể bạc á, thì theo anh thấy nó có bị nhớt bạc hay là có nhớt bạc, còn mình xài cái này là không nhớt bạc. Mà thứ hai mình đưa lên cái ly rồi là nó nở dữ dằn lắm, nó bò lúng dính trong chết trong đặt nước luôn á. Cái chất lượng cộm với cái độc nó giảm không? Giảm. Anh về khoảng 10 mọi lúc trước là về khoảng 10 ngày trở lên là có khí độc rồi đó. Còn giờ anh về tới bữa 18 19 ngày anh sang ra cũng chưa có khí độc. Cái màu nước đẹp anh thì bọt không? Màu đẹp lắm, nó lên màu trà. Ổn định, pH ổn định. Có những ao quảng canh là anh cho bà con đã xài có một nhịp một đó, mà tới 20 hai mấy ngày ta mới cho ăn. Cứ thả ra thả thưa 25 ngày. 25 ngày mới người ta mới cho ăn thức ăn công nghiệp. Ngoài cái giảm cái chi phí thức ăn ban đầu á, để nó làm vô nước hay nó phát sinh tạo độc á, khí độc á, thì anh thấy là nó ổn định, ví dụ bên pH màu nước gì đó. Cái màu nước ổn định, thứ hai là ruột với gan nó rất là đẹp. Gan gom ruột đẹp lắm. Có thể đỡ, tại vì cua lóc nó xử lý được cái nó kìm hãm được cái khí độc đó. Mình xài nó định kỳ thì khí độc nó không lên, thì tôm chết đa số là bị do khí độc không. Và cái khó khăn của bà con ở cái vùng nuôi tôm mà U Minh Thượng mình là bị gì ạ? Năm nay tôm chết rải rác nhiều. Thì từ khi mà mình biết cái dòng ai cua lóc mà cho bà con xài là nó giảm thường tự nó giảm, năm nay là giảm hơn mọi năm nữa lắm á. Mọi năm là vô thời điểm này là nó ao tôm là chết liền bóc. Năm nay là nói chung cũng có mà như thỉnh thoảng thôi, một vài ao thôi, chứ mọi năm là như năm rồi là đi cái nguyên một lóc luôn, nguyên một sớm trong vòng một ngày mà nó chết mấy chục ao. Em thấy rất
thì bà con ở vùng U Minh Thượng mình điện về em đó, hỏi về cái cách ủ men cô lóc này nè. Thì anh đã xài rồi đó, anh thấy cách ủ nó dễ không? Dễ ủ, dễ lắm. Trời ơi, ao bạc mà anh ủ lên như vậy mà cái ao đất lên khỏi nói luôn. À, vậy nếu mà những cái bà con ở xung quanh anh đó, ví dụ mà cần hỗ trợ mình cách ủ á, thì anh cũng như mình sẵn sàng chia sẻ. Đúng rồi, mình phải chia sẻ cho bà con, như ai có cần nhiều tư vấn cho bà con làm cho hiệu quả. Thì bà con thứ nhất là mình sẵn tôi cung cấp cái men rồi mình tư vấn cho tận tình luôn. Ừ. Thì có gì thì bà con cứ alo thì mình chỉ tận tình luôn. Thì nếu mà thì chạy ra ao anh hoặc tại chỗ đại lý mình tính ha. Ừ. Chỗ mình rồi. Thì nếu mà trong quá trình ngoài cái khó khăn như thí độc anh nói đó, thì bà con cái vùng nước ngọt và cái vùng bị hèn U Minh như U Minh của mình á, thì theo anh thấy còn chú ý quan trọng là nếu mà muốn gây lóc là lên là phải xài cho nó hết cái phèn mới được, nước phải sạch nó mới lên, còn nước mà còn chắc cà lo này kia là không lên đâu. Dạ. Mình phải khử nó, khử cà lo để cho sạch. Cà lo và khử phèn. Ở đây anh cho thử bằng cái gì? Anh cho thử bằng HB10. Bằng cái vết em không? Ờ, vết em. Anh thấy hai cái dòng đó thử mà thuốc sâu cũng như cái mà kim loại nặng cũng như là cái đề bà nó hiệu quả. Hiệu quả lắm. Dạ. Nếu mà phèn nhiều thì mình cho HB10. Còn mình vừa vừa thì mình xài dắt am được rồi, dắt am. Mình thấy không nhỉ? Nó theo cái xung nhịp đó nhỉ? Anh Nam ơi! Tắt cái lần quả.